Giê-xu Ki-đúc đánh cố đi xoắn nào, cao xoắn sang đi ai thân công xú bỏ, đeo chi sóc, miền ảo tùy, ủi hao lép sai. Bí bác sĩ thiết chính mình nà đi tiền cái lự. Bí bao căng Giê-xu, play nải thân, mời ra play Giê-xu téo ạ, kết trả khoáng bà. Ngắn này, hô bồm lao, nái tí cái tổ vào cái ủi đua cái xì. Bồm lao, nà tí la đang thùi, xì trả, thì nó đang hoắt tè cái. Dù gì hao tuân kính căng thea sống sang đi. Cái tự Giê-xu, tông cá lẻ tiếu, đuôi Giê-xu tàn tè phàng ký cái tiêm. Nà huôn Giê-xu thì yên nụi, Giê-xu phi lưu nà phúc sống sang đi. Yên nụi Giê-xu do thương loài hoài bìa tì linh cái. Đàn lại tiêm tì sông mọ kéo ngạo si ủi căng tùy ốc. Lò có duẩn cội biến chép tiêu Giê-xu sang đi cái chữ. Hiện tại tông cá lẻ tiêu cứu ơi trên hấu thổi Giê-xu. Lò tiêu vội Giê-xu cái lăng mùi thù. Có nà ghiếu Giê-xu diễn ảo mà phẳng tông cá lẻ thiếu chú phái ảo cái văn hay miết miết bỏ nà. Giê-xu khốn nàn đau tao tung tẩy hô công khốn vào lâu. Có nà má sáng phái bẩn tập gì à cái thi tài mà đàn hầu gạo này đang hầu lao tới đang đuối đại hầu gạo diện sang đấy cái chỉ dù là đang tiết thiên ní Giê-xu bắt tay này cái gì thì anh cái hoạt tệ tông cá lẻ tiêu nén Giê-xu huy đánh tột đột mò có mò chép chép cái hàng ao tông cá lẻ tiêu tóa thang khuẩn trắng cao đàn thôi Giê-xu tông đốc tiềm môi Giê-xu bái khuống hô xào hơn này cái làng ao đút tui hè đàn thì tông cá lẻ thiếu mùi hiệp tông đốc bánh tóa thang hao khuống háo nà rồi chú ảo tông cá lẻ thiếu sông xì là háo rồi Giê-xu Ki-đúc lò chưa năng hai rồi Giê-xu lò nén Giê-xu gối đắn tía hoa cái khum chữ họ hãy thấy chữ họ mỏ lò nén Giê-xu cái khiên căng khóc đàn ấy thì nó say đánh nên thì đang thì sốc rồi phan tui cái hao cái chuối tiếng tông cá lẻ thiếu tả chưa sốc rồi Giê-xu mà cái văn sống tông ngao đánh e ngao ta đem chàng thuất diện ngầu số này Giê-xu chan đánh khốn hâu cái sang đi hâu cái sang đi mới phé viết hâu quay giấc kìa giờ nào Giê-xu bị thiêu khốn hâu nén hâu cái tròn chút khiên mày khốn bái này nà chú này thì hao đoa đi chiếm thang do tiểu Giê-xu cái quân qua căng xí bia do xuống đi chiếm căng hoắt tè cái chi tùng phui tiếng hớp khốn nà chiến đi sang đi cái chữ sang đi cái chữ thì là đang khó nên chuối ní tao háo chuối Giê-xu cái lái ao cầm háo nà đi chuối bà cái sang toàn trách sang đi ủi tía miền tổ nàng lui cái tùy toàn trách Giê-xu Ki-đúc tiêu hoạt Giê-xu Ki-đúc đây sang đi phía để tập yên nổi gồ cái tùy tùng đan đa sang đi kẹt thea huồn kẹt phản đối này cái tùy ốc đan thì sang đi tổ u cái phun nu tùng chip tùng Giê-xu thổi ảo na cái phong diệu plum na su khum đông yang yang bí húm xiên cái mà cái đông khảo đan thì Giê-xu bén cả lái cá hào cáo số lặng chưa bài kho sắt hang leo lò khơi do lò phê đến đông ngày tì hao hoắt thiền đông khả mò cái húm xiên đeo hoàn này lò phê rất đông nó xuống cáo lặng sàn sàn hoắt qua ngày chuồn hay cá lò bài kho phui tiếng hướp cui hết sau phần mọi thi tại núi lò khuống yêu hướp tao phé biết số hao thùi lấy hao trâu ní nào diêu đủ lặng thi tại khuống không thần à ao lại nơi bằng tù kết tôi khao và số thôi bén cả khống chí mẹ Giê-xu yên hủy là buồn tiên sống lại gặp phan với tùy sang đi gạch lự Giê-xu trên tỉnh rồi tóa đán tựa xin quỷ Giê-xu rồi nà chưa ôi trách Giê-xu tranh phúc rồi và suy quỷ tóa đán gầy lạt lẻng